Xin kính chào quý vị. Chúng tôi là bác sĩ Nguyễn Ý Đức. Xin mời quý vị tham dự chương trình Sống Vui, Sống Khỏe với chúng tôi ngày hôm nay. Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi xin đề cập tới một cái bệnh khá thông thường trong cộng đồng người Việt của chúng ta và ngay cả ở nước Mỹ. Đó là bệnh cao huyết áp, tiếng Anh gọi là hypertension. Thì thưa quý vị, bệnh cao huyết áp đã được y giới coi như là một tên sát nhân thầm lặng. Vâng, một tên sát nhân thầm lặng, silent killer. Cái lý do là tại vì bệnh nó xảy ra không có một cái dấu hiệu nào báo trước. Và bệnh trầm trọng đến nỗi rằng hiện nay ở bên Hoa Kỳ có khoảng chừng độ 76 triệu người tuổi từ 20 trở lên bị mắc bệnh cao huyết áp. Thì người ta tính ra là cứ 3 người lớn thì 1 người bị cao huyết áp. Và trong số những cái người bị cao huyết áp như vậy thì thưa quý vị có một cái điểm là 79-80% không biết là mình bị bệnh. Và khoảng chừng độ gần 50% là có thể kiểm soát được. Và chỉ có 70% là đang điều trị. Và có tới 52% là bệnh không kiểm soát. Tới cái tuổi 45 thì thưa quý vị, người đàn ông mắc bệnh nhiều hơn là người đàn bà, nam nhiều hơn nữ. Nhưng mà từ tuổi 45 cho tới 65 thì người nam, người nữ mắc bệnh như nhau, tức là hai bên bằng nhau. Và sau đó thì thưa quý vị, người nữ thường thường là hay bị cao huyết áp nhiều hơn người nam. Lý do là có thể vì thay đổi những cái hormone trong cơ thể, đặc biệt là khi người nữ ở trong thời kỳ gọi là mãn kinh, menopause. Thế cũng liên quan tới cái vấn đề cao huyết áp thì người ta thấy rằng thì là khoảng chừng độ 69% những người bị heart attack lần đầu tiên, tức là cái cơn suy tim đó thưa quý vị, bị lần đầu tiên, hoặc là 77% bị stroke, tức là tai biến động mạch não, hoặc là bị suy tim, thì tất cả đều có cái huyết áp cao hơn là 140/90. Chúng tôi sẽ nói rõ ở cái con số này. Thành ra cái tỷ lệ người bệnh cũng khá cao. Vậy thì thưa quý vị, cái huyết áp nó là cái gì? Thì chúng ta biết rằng thì là mỗi một lần mà trái tim của chúng ta nó đập thì nó sẽ đưa máu vào trong cái động mạch rồi để lưu thông trong cơ thể để nuôi cơ thể. Và cái sức ép của cái dòng máu nó vào cái động mạch đó thì đó là cái huyết áp, tức là cái sức ép. Trong hình này thì quý vị thấy rằng thì là co bóp, tức là đập, thì nó đẩy máu ra ngoài để đi nuôi cơ thể. Thì cái sức ép đó của cái máu vào trong cái thành động mạch thì gọi là huyết áp, tức là cái áp suất nó đè vào cái thành động mạch. Thì đó là sức ép của máu vào cái thành động mạch. Cái huyết áp nó tùy thuộc vào một số yếu tố. Thứ nhất là vào cái số lượng máu từ tim nó bơm ra. Nếu càng nhiều máu thì cái áp suất nó lại càng lên cao. Và đồng thứ hai, nó cũng tùy thuộc vào cái sức cản của cái thành động mạch. Khi mà dòng máu nó tới thì cái sức cản, nó có một cái sức cản ở cái thành động mạch. Sức cản càng cao hay là càng hẹp thì thưa quý vị, cái huyết áp lại lên cao. Đây cũng là cái hình nói cái tim khi mà bóp thì đưa máu ra ngoài, mà khi nghỉ thì nhận máu vào trong cái tim. Máu từ tim ra theo cái những cái động mạch, tức là màu đỏ, để đi nuôi cơ thể. Sau khi nuôi cơ thể xong thì thưa quý vị, những cái oxygen trong máu sẽ được trao cho cơ thể rồi thì nó sẽ nhận cái than khí, tức là cái CO2, rồi nó trở về tim, rồi lên phổi để mà trở thành máu đỏ, rồi quay lại trở về tim. Thành ra đi một cái vòng kín như vậy. Màu đỏ là những cái động mạch, màu tím là những cái tĩnh mạch, động mạch đưa máu đi nuôi cơ thể, và tím là đưa máu từ ngoài vào cơ thể. Đây là cái hệ thống động mạch, là cái hệ thống thường hay bị ảnh hưởng. Nhắc lại là cái sức ép vào thành động mạch là cái huyết áp. Trong cái hình này thì quý vị thấy rằng thì là mỗi cái lượng máu bình thường và cái động mạch bình thường thì cái huyết áp nó là trở bình thường. Thành ra nó tùy thuộc vào
cái động mạch nó to hay nhỏ, hẹp hay là to, và cái lượng máu. Thế nếu mà trong cái trường hợp mà cái lượng máu nó bình thường mà cái động mạch nó lại hẹp, tức là nhỏ hơn cái trường hợp này, thì quý vị thấy rằng thì là nó sẽ đưa tới trường hợp cao huyết áp. Động mạch nó nhỏ thành đưa tới trường hợp cao huyết áp. Cái huyết áp nó cũng tùy thuộc vào cái số lượng nước ở trong cơ thể của chúng ta. Vì thế cho nên ở người cao huyết áp thường thường là người ta phải cho uống cái thuốc lợi tiểu để mà đẩy cái nước ra khỏi cơ thể. Rồi cũng tùy thuộc vào cái số lượng muối mà chúng ta tiêu thụ. Càng nhăn nhiều muối, nước càng giữ trong cơ thể nhiều. Và tùy theo cái chức năng, tức là cái phận sự của cái thận, nếu nó tốt thì tất nhiên rằng cái sự bài tiết nước tiểu nó được tốt. Và cũng tùy theo một vài cái loại hormone ở trong cơ thể của chúng ta. Thì thưa quý vị, đó là cái huyết áp bình thường, nó tùy thuộc vào những cái điểm đó. Cũng nên nhớ rằng huyết áp nó có hai con số. Vâng, thưa quý vị, nó có hai con số. Một con số gọi là huyết áp tâm thu, tức là khi cái tim nó co bóp vào để nó đưa máu ra khỏi cơ thể. Và một cái trường hợp thứ hai gọi là huyết áp tâm trương, tức là khi cái tim nó nghỉ để nó nhận máu vào trong trái tim. Chúng tôi xin trở lại cái hình này. Tâm trương đẩy máu ra khỏi trái tim đi nuôi cơ thể, tâm thu nhận máu vào. Thành ra khi đo huyết áp thì quý vị thấy rằng có hai con số. Và cái huyết áp trung bình là dưới 120/80. Tâm thu 120, tâm trương 80. Đó là cái con số đo huyết áp. Huyết áp bình thường là dưới 120/80. Chúng tôi xin nhắc lại là dưới 120/80. Thế thì trong trường hợp nào thì gọi là cao huyết áp? Thì thưa quý vị, cao huyết áp là bệnh ở trong đó sức ép của máu vào thành động mạch lên cao. Và cái huyết áp nó cao khi nào nó ở cái mức độ 140/90. Và nếu nó từ 120/80 thì thưa quý vị, nó gọi là tiền cao huyết áp. Tức là từ cái 120/80 đó, nó có thể chuyển sang cái trường hợp cao hơn. Nói tóm lại thì thưa quý vị, cao huyết áp là một cái bệnh rất âm thầm, đôi khi nó không có triệu chứng. Và nếu không kiểm soát thì thưa quý vị, cái bệnh cao huyết áp nó sẽ đưa tới những cái biến chứng trầm trọng, thí dụ như là cơn suy tim, heart attack, hoặc là tai biến, tức là stroke. Nhưng mà thưa quý vị, may mắn là cao huyết áp là một bệnh có thể tìm ra được và có thể điều trị được. Bây giờ thử hỏi cái nguyên nhân nào đưa tới cao huyết áp? Thì thưa quý vị, tới 90% các trường hợp là không biết rõ cái nguyên nhân. Thì tuy nhiên, thì người ta cũng thấy rằng thì là có một số những cái rủi ro có thể đưa tới cao huyết áp. Thí dụ như là trong trường hợp những người mắc bị bệnh thận suy kinh niên, hoặc là những cái u bướu của những cái nang thượng thận, tức là những cái tuyến nằm ở trên cái trái thận của chúng ta, nó tiết ra những cái hormone, mà những cái hormone đó thì nó điều khiển hay là nó kiểm soát cái nhịp tim cũng như là các mạch máu. Hoặc là có thể trong trường hợp một số các vị, các bà, các cô uống những cái viên thuốc gọi là viên thuốc ngừa thai thì cũng có thể là đưa tới trường hợp cao huyết áp. Hoặc là có những cái trường hợp mà mang thai thì cũng có thể tạm thời bị cao huyết áp trong cái thời kỳ mang thai. Đặc biệt là khi có những cái sự thay đổi hormone, tức là các kích thích tố ở trong cơ thể, thí dụ như vào tuổi mãn kinh. Thành ra nguyên nhân không biết rõ nhưng mà có những cái rủi ro có thể đưa ra bệnh. Xin nhắc lại, nguyên nhân có thể do bệnh thận, có thể do di truyền, có thể là do rượu, thuốc, có thể là do những cái hormone nó quá nhiều, hoặc là những cái bệnh của cái mạch máu, hoặc là do tuổi. Nhưng mà thưa quý vị, 90-95% là không biết rõ cái nguyên nhân của nó. Thì thưa quý vị, nó có một số cái rủi ro, tức là những cái risk mà nó có thể đưa tới cao huyết áp. Những cái rủi ro có thể đưa tới cao huyết áp. Rủi ro là những cái yếu tố mà nếu mình có thì mình có một cái nguy hiểm là mình sẽ mắc bệnh hơn là người không có cái rủi ro đó. Thí dụ thứ nhất là trong trường hợp mập phì. Thưa quý vị, một người mập phì thì thường thường là hay bị cao huyết áp.
là tại vì khi người ta mập phì thì cái tim phải làm việc nhiều hơn để bơm máu đi nuôi cơ thể. Vì thế cho nên nó sẽ trở nên suy yếu và nó tạo ra một cái trường hợp mà gọi là các động mạch nó bị nhiều sức ép quá, nó sẽ đưa tới trường hợp cao huyết áp. Hoặc là có những cái trường hợp hút thuốc lá thì chất nicotine nó cũng làm cho những cái động mạch nó co lại. Hoặc là trường hợp cholesterol nó quá cao, hoặc là cái HDL tức là cái cholesterol tốt nó thấp mà cái LDL tức là cái cholesterol xấu thì nó lại quá cao. Thường thường ở những người đàn ông trên 35 tuổi thường bị cao huyết áp nhiều hơn, và ở phụ nữ đang ở cái tuổi mãn kinh thì cũng hay bị cao huyết áp. Thì thưa quý vị, đó là một số rủi ro của cái bệnh cao huyết áp. Thì trong cái hình này thì quý vị thấy rằng thì là vị thân chủ này mập như vậy thì chắc chắn là vị đó bị cao huyết áp. Hoặc là những cái người mà hút thuốc lá nhiều cũng có thể đưa tới cao huyết áp, hoặc là ăn với một cái khẩu phần mà nó không cần thiết cho cơ thể, tức là không quá cái nhu cầu của cơ thể, thì thưa quý vị nó đưa tới cái trường hợp mập phì, và mập phì là cái rủi ro của cao huyết áp. Rồi cũng có trường hợp mà nếu mà chúng ta sử dụng nhiều muối quá thì cũng bị cao huyết áp, là tại vì cái muối nó giữ nước ở trong cơ thể của chúng ta. Và đặc biệt khi mà chúng ta không vận động cơ thể, chúng ta cứ ngồi suốt ngày coi tivi, ăn chip potato, thì thưa quý vị trong trường hợp đó cũng đưa thứ huyết áp. Và một cái điểm quan trọng là stress, những cái trường hợp căng thẳng tinh thần, thưa quý vị đó là những yếu tố nó đưa tới cao huyết áp, và có thể có những cái trường hợp bị stroke là tại vì rằng thì là stress căng quá mà khi người đó đã bị yếu cái tim rồi. Rồi cũng có những cái trường hợp mà cao huyết áp vì lý do thiếu cái chất canxi ở trong cơ thể và lại ăn nhiều muối quá. Thì nói chung là đó là những cái điểm mà có thể gây đến cái cao huyết áp. Bây giờ nói đến cái dấu hiệu, những cái dấu hiệu nào hay là có những cái điểm nào nó báo động cho chúng ta biết rằng thì là bị cao huyết áp, thì thưa quý vị, vì là một cái silent killer, một tên sát nhân thầm lặng, cho nên đa số những người cao huyết áp không có một cái dấu hiệu nào rõ rệt cả, không có một cái dấu hiệu báo trước. Thí dụ như chúng ta bị sưng phổi thì có thể dấu hiệu là chúng ta ho, chúng ta sốt thì chúng ta bị biết rằng là bị sưng phổi. Còn trường hợp cao huyết áp thì không có một cái dấu hiệu rõ rệt nào cả. Thế thì có một số người thì có thể là than phiền, bị nhức đầu, bị chóng mặt, bị chảy máu cam, vân vân. Thế mà đa số thì thường thường tìm ra cao huyết áp là khi đi khám bác sĩ đo huyết áp thì bây giờ mới biết rằng thì là mình bị cao huyết áp. Thế nếu trong trường hợp mà báo trước thì có thể là có một số những cái điểm như là đổ mồ hôi, hoặc là yếu mệt, hồi hộp, tim đập nhanh, đi tiểu nhiều. Và nếu mình có những dấu hiệu này thì mình nên đi bác sĩ để người ta kiểm soát coi xem tại làm sao có chuyện đó. Và trong trường hợp đó hy vọng là bác sĩ có thể tìm ra cái bệnh cao huyết áp của mình. Vấn đề điều trị của cao huyết áp thì nó tùy theo cái mức độ huyết áp cao là bao nhiêu. Thường thường nếu mà chỉ hơi cao, tức là khoảng 120 trên 80 nhích lên một chút xíu, thì thường thường bác sĩ người ta đề nghị là mình theo dõi nó. Rồi mình thay đổi cái nếp sống của mình bằng cách nào? Là bằng cách vận động cơ thể, bằng cách giảm muối, bằng cách tăng cường những cái chất mà nó có thể tăng cái sức đề kháng cho cơ thể của chúng ta. Trong cái vấn đề điều trị thì có một điểm này chúng tôi muốn lưu ý quý vị, là nếu huyết áp đã được ổn định trong vòng 1 năm, 2 năm thì chúng ta có thể cắt dần, tức là giảm cái số lượng thuốc mà chúng ta đang dùng. Nhưng mà, vâng, thưa quý vị, nhưng mà chúng ta cần phải giảm dưới cái sự hướng dẫn của các bác sĩ. Là tại vì người ta biết rõ, các bác sĩ người ta biết rõ giảm như thế nào để mà cái thuốc nó vẫn còn tiếp tục có công hiệu, là tại vì nếu chúng ta cắt quá thì cái huyết áp nó có thể vọt lên cao. Và một cái điểm khác là chúng tôi xin thưa là không bao giờ chúng ta nên tự mình thay đổi thuốc hoặc là giảm thuốc, cần phải hỏi ý kiến bác sĩ. Và thêm một điểm nữa là khi mà chúng ta uống những cái loại thuốc hạ huyết áp
mà có những cái tác dụng phụ hay là có những cái khó khăn gì đó, thì chúng tôi xin đề nghị là chúng ta nên cho bác sĩ hay để bác sĩ có thể thay đổi thuốc hoặc là giảm thuốc. Là tại vì những nhà chuyên môn họ biết rõ thuốc nào có cái tác dụng phụ gì và có thể thay đổi bằng cái thuốc nào. Và một cái điểm nữa chúng tôi cũng xin thưa là đa số những cái tác dụng phụ đó nó không có kéo dài lắm. Và bác sĩ người ta có thể thay đổi được. Thành như thưa quý vị là nếu có khó khăn với thuốc nên cho bác sĩ hay. Xin nhắc lại là những cái biến chứng chính của bệnh cao huyết áp. Thứ nhất là tai biến động mạch não, tức là cái stroke. Tức là trong trường hợp này chúng ta có thể bị tê liệt, có thể không nói được, có thể không sử dụng được chân và tay của chúng ta. Một cái biến chứng thứ hai, nếu chúng ta không chữa bệnh cao huyết áp tới nơi đến chốn, là có thể đưa tới cái trường hợp mà gọi là cái tim của chúng ta bị hư, tức là cái heart attack, bị cái cơn suy tim. Và trường hợp thứ ba là hai cái trái thận của chúng ta nó có thể bị suy. Vâng, hai trái thận của chúng ta nó bị suy. Thành ra những người bị cao huyết áp và bị thận suy là phải đi lọc máu là vì vậy. Rồi huyết áp nó cao quá, nó cứ tiếp tục tấn công vào những cái thành động mạch. Thì thưa quý vị, nó sẽ gây ra tổn thương cho cái thành động mạch đó. Nó có thể đưa tới tắc nghẽn của cái thành động mạch đó. Và nó đưa tới ảnh hưởng cho khắp cơ thể của chúng ta. Và một điểm nữa, thưa quý vị, đó là trường hợp cao huyết áp mà không chữa thì nó sẽ đưa tới cái trường hợp gọi là hư cái mắt của chúng ta. Tức là chúng ta sẽ không còn nhìn thấy sự vật ở trên đời. Thành ra thưa quý vị, đây là những cái biến chứng của bệnh cao huyết áp. Thế thường thường cái huyết đo huyết áp này đó, nếu mà không có bệnh thì mỗi khi đi khám bác sĩ thì chúng ta nên nhờ bác sĩ đo huyết áp cho mình. Và khi chúng ta đo huyết áp thì chúng tôi xin đề nghị với quý vị là ngồi thoải mái, để hai tay lên trên bàn ngang với cái tầm của trái tim, rồi chúng ta đo và chúng ta nghỉ chừng độ vài ba phút cho cái cơ thể của chúng ta nó thư giãn. Là tại vì nếu mà chúng ta suy nghĩ một cái gì nhiều quá, hoặc là thưa quý vị, chúng ta mới cử động xong thì cái huyết áp nó cũng thay đổi. Thành ra chúng ta ngồi thoải mái nghỉ chừng độ vài ba phút trước khi chúng ta đo. Những cái nơi đo huyết áp thì có thể nhiều chỗ, có thể là cổ tay, có thể là cánh tay, hoặc là ở dưới cổ chân, thì tùy theo cái loại máy mà chúng ta sử dụng. Thành ra có nhiều chỗ có thể đo được cái huyết áp. Và ở nhà, nếu quý vị nào bị cao huyết áp thì xin đề nghị là đo huyết áp ở nhà. Thứ nhất là để biết cái số huyết áp nó là bao nhiêu. Thứ hai, để coi xem cái thuốc mà mình đang sử dụng có công hiệu hay là không. Và thứ ba là mình đưa cho bác sĩ để bác sĩ người ta có thể so sánh, rồi người ta thay đổi cái liều lượng của cái thuốc của mình. Thưa quý vị, chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa là cái bệnh cao huyết áp nếu mà chúng ta không điều trị thì nó sẽ đưa tới những cái bệnh tim, nó đưa tới stroke, nó đưa tới tử vong. Và nó đưa tới những cái động mạch của chúng ta nó bị tắc nghẽn. Một điểm nữa chúng tôi cũng xin nhắc lại là khi chúng ta điều trị thì chúng ta nên uống thuốc một cách đều đặn. Cũng xin thưa với quý vị là những cái dược phẩm Âu Mỹ hay là gọi Tây Dược đó, là những cái thuốc mà các phòng thí nghiệm người ta điều chế, người ta đã tìm hiểu là những cái thuốc đó nó chỉ có cái tác dụng là làm hạ cái huyết áp mà thôi. Thành ra khi chúng ta uống cái thuốc đó thì chúng ta trông thấy rằng huyết áp nó sẽ xuống. Đó là cái điểm chắc chắn. Còn trong trường hợp mà chúng ta dùng một vài cái loại thuốc chế biến ở bên ngoài, thí dụ như là thảo dược, thì thưa quý vị, nó có cái tác dụng chung cho cơ thể, chứ nó không nhắm vào một điểm, tức là cái huyết áp. Thành ra Âu dược nó có tác dụng trực tiếp vào huyết áp và nó có thể làm hạ cái huyết áp của chúng ta. Thành ra chúng ta cần phải uống đều đặn vào cái thời điểm nào và cái số lượng nó là bao nhiêu, cái giờ giấc, và chúng ta nhớ có những cái dụng cụ, có những cái hộp để mà chúng ta có thể chứa thuốc. Và cái sự vận động cơ thể nó rất là quan trọng. Vận động làm giảm cái huyết áp rất là nhiều.
Trong cái vấn đề điều trị huyết áp thì thưa quý vị, cái chế độ dinh dưỡng nó cũng hết sức là quan trọng. Hết sức là quan trọng. Đây là một cái hình. Trong đó người ta hướng dẫn cách mình sử dụng những cái loại thực phẩm khác nhau khi mà bị cao huyết áp. Thí dụ như trong trường hợp này là cái muối, cái đường là chúng ta ăn vừa phải, không có nhiều quá, tức là ở cái góc nhọn trên này nó biểu tượng một số ít. Thịt, trứng chúng ta cũng ăn vừa phải, ở một cái số lượng nhỏ như vậy. Trong khi đó trái cây thì thưa quý vị, chúng ta có thể ăn nhiều hơn, nó nhiều hơn. Cơm, hạt, bánh mì là cái thức ăn căn bản của con người thì thưa quý vị, chúng ta vẫn phải ăn nhiều. Rau, trái cây chúng ta cũng phải sử dụng nhiều ở một khu lớn như này. Và sữa cũng như phô-mai chúng ta có thể sử dụng được nhiều hơn là những cái thứ như muối, đường cũng giống như là thịt, trứng. Thành ra cái vấn đề dinh dưỡng rất quan hệ cho việc điều trị hoặc là kiểm soát cái huyết áp của mình. Giữ được một cái huyết áp bình thường là phương thức hữu hiệu nhất để mà có thể giảm những cái nguy cơ về bệnh tim mạch, về tai biến động mạch não, về bệnh thận và bệnh lú lẫn. Và chúng tôi cũng xin nhắc lại một lần nữa là cao huyết áp vẫn được coi là một tên sát nhân thầm lặng. Vị này sống một cách thoải mái, vui, cười, nhưng mà đâu có biết rằng cái bệnh cao huyết áp đang tàn phá cơ thể của ông ta. Thành như thưa quý vị, chúng ta cần phải để ý và điều trị tới nơi, tới chốn. Và như vậy thì chúng ta phải làm gì? Thì chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa là dinh dưỡng lành mạnh, giảm những cái loại chất béo và giảm cái muối mà chúng ta tiêu thụ. Để làm gì? Để tránh cái trường hợp mập phì. Và đồng thời chúng ta cũng cần phải năng vận động cơ thể để cho cái trái tim của chúng ta tốt hơn, mạch máu lưu thông được một cách dễ dàng, và giới hạn rượu và không hút thuốc lá. Quan hệ không kém là thưa quý vị, giảm cái stress, cái căng thẳng, những cái sự giận dỗi, những cái sự buồn phiền, những cái sự trầm cảm. Và một điểm quan hệ đối với quý vị nào đang điều trị cao huyết áp thì xin nên đo huyết áp ở nhà. Một điểm quan hệ không kém để kiểm soát cái huyết áp của mình là uống thuốc theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ. Uống thuốc theo đúng chỉ dẫn. Uống vào giờ nào, phân lượng là bao nhiêu lâu. Và cuối cùng, thưa quý vị, để có thể kiểm soát được cái huyết áp của mình, để tránh những cái rủi ro có thể xảy ra, thì thưa quý vị, chúng ta cần phải giữ hẹn với bác sĩ. Để làm gì? Để bác sĩ coi xem tình trạng sức khỏe của chúng ta ra sao, để bác sĩ coi xem tim phổi của chúng ta nó hoạt động như thế nào. Và trong trường hợp đó, nếu cần thì bác sĩ có thể thay đổi thuốc hoặc là thay đổi cái liều lượng. Thưa quý vị, đó là tất cả những điều mà chúng ta cần biết về cao huyết áp, cũng như là để tránh những cái rủi ro do cao huyết áp có thể xảy ra. Chúng tôi xin chào tạm biệt quý vị thính giả. Chúng tôi xin chào tạm biệt quý vị và xin chúc quý vị mọi sự bình an.